Bữa nay em giới thiệu cho anh em mẫu móng heo nha anh em. Mẫu này là mẫu móng heo vịt nha anh em. Loại này là anh làm để chị mà cá nhét với cá phóng nha anh em. Chị cá nhét với cá phóng nha anh em ơi. Loại cá mà cắn cái nhả cắn cái phóng đó. Loại này dùng để câu vào những mùa gió anh em. Nó bắt đồ này nọ hay là mấy khu vực mà địa hình mà cá nó bị bể nó cắn xong nó tống đó thì anh em sử dụng loại này nha. Loại này thì anh em khi mà con cá nó cắn thì anh em cứ căng nhợ trước rồi giật nha anh em, căng nhợ rồi giật chứ không phải là trùng nhợ giật như loại mà nhái hơi đợi 5 giây này nọ thì không cần nha anh em. Loại này là giá 101 một cặp 200.000 thêm làm bao lên cá nha anh em ơi. Một cặp 200.000 làm bao lên cá, nó có hai loại là loại nồng cỏ và loại nồng điện nha anh em. Đây là loại nồng cỏ nè. Đây là loại nồng điện nha anh em. Thì anh em nào có cần mua hàng hay đặt hàng gì đó thì cứ liên hệ Zalo hoặc số điện thoại của em đó, em có để ở bên dưới đó. Em có để bên dưới thì anh em cứ liên hệ cho em thì em gửi hàng cho anh em nha. Phí ship tầm 25 đến 30 ngàn là cho tới tay anh em nha anh em. Mẫu móng heo vịt nha anh em ơi. Giá 101 một cặp 200.000. Phí ship tầm 20-30 ngàn gì đó. Đây, gửi rất là đẹp, rất là sắc sảo nha anh em ơi. Giá rất là phải chăng. Loại này là có loại này là thép thép 2 ly 5 dài cỡ tầm 5/3 đến 5/5 nha. Anh em nào có nhu cầu đặt hàng mà chiều dài hoặc là kích thước theo yêu cầu thì có thể liên hệ em đặt theo làm theo yêu cầu luôn nha anh em. Giá của có mấy loại thép là 1 ly 8, rồi đó là loại sơ súng nha anh em. Và 2 ly 2, 2 ly rưỡi là đồng giá 101 nha anh em. Còn 2 ly 8 thì giá 103 một cặp 250. Anh em nào thích loại nào thì cứ liên hệ em đặt chiều dài kích thước rồi em sẽ gia công rồi gửi hàng cho anh em nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi.